Ngày hôm nay 27 tháng 7 năm 2021, VinFast đã chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc VinFast Toàn Cầu, ông Michael Lohscheller. Vị Tổng Giám đốc này sẽ làm việc tại Việt Nam, trực tiếp quản lý và điều hành các thị trường của VinFast hiện nay, bao gồm có cả Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu đôi chút về vị Tổng Giám đốc của VinFast Toàn Cầu để xem rằng ông ấy có những thế mạnh gì để giúp cho hãng xe Việt của chúng ta có thể vươn ra được toàn thế giới nhé. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nha. Xin chân thành cảm ơn. Và để hiểu rõ về nhân vật này thì mình xin phép được giới thiệu và tóm tắt một chút tiểu sử của vị tân tổng giám đốc mới của VinFast. Ông Michael Lohscheller sinh năm 1968, quốc tịch Đức, nhận bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh vào năm 1992. Sau thời gian học Đại học Khoa học Ứng dụng Osnabrück, Đức và Đại học Barcelona, Tây Ban Nha, trong quá trình làm việc thì Michael Lohscheller còn theo học và nhận bằng thạc sĩ quản trị marketing châu Âu vào năm 1996 tại Đại học Brunei, London. Trong hơn 20 năm làm việc trong ngành ô tô, ông Michael Lohscheller từng giữ nhiều chức vụ quản lý chủ chốt như Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Tài chính Mitsubishi Motors ở châu Âu, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Tài chính Volkswagen Mỹ, Tổng Giám đốc hãng xe Opel toàn cầu. Trong thời gian giữ vị trí lãnh đạo cao nhất ở hãng xe Opel, ông Michael Lohscheller đã từng giành được nhiều giải thưởng uy tín cho nhà điều hành hãng xe xuất sắc, bao gồm giải thưởng Eurostar 2019 của tạp chí Auto Automotive New Euro. Giải thưởng Manbest 2019 được bình chọn bởi Hội đồng Giám khảo của tổ chức Autobest và giải Manager of the Year 2019 của tạp chí Autogestion. Ông Michael Lohscheller được biết đến với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các vấn đề hoạch định chiến lược kinh doanh, tái cơ cấu, mua bán và sát nhập, quản lý và phân tích tài chính hay định giá sản phẩm. Với nhiều năm kinh nghiệm tại vị ở các vị trí quản lý khác nhau, trong đó đã từng là nhân vật cao cấp nắm quyền điều hành chủ chốt cho nhiều hãng xe lớn, nổi bật như từng giữ phó chủ tịch Volkswagen tại Mỹ và tổng giám đốc toàn cầu của hãng xe Opel. Ông Michael Lohscheller được đánh giá là một trong những chuyên gia quản lý hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô ở trên thế giới. Thành tích đáng chú ý của vị tân tổng giám đốc VinFast toàn cầu ở trong quá khứ đó là ông đã từng dẫn dắt hãng xe Opel đạt được tăng trưởng lợi nhuận ổn định sau nhiều năm thua lỗ và chuyển đổi hãng xe này sang thương hiệu xe điện. Cá nhân mình sau khi đọc được những thông tin tiểu sử về ông Michael Lohscheller, mình cảm thấy rất ngưỡng mộ vị tân tổng giám đốc mới của hãng xe Việt. Đầu tiên, xét về yếu tố kinh nghiệm thì mình cho rằng là chúng ta không cần phải mổ xẻ và phân tích quá nhiều về vấn đề này. Bởi vì một khi đã từng giữ những chức vụ quản lý cấp cao trong nhiều hãng xe lớn có mặt ở trên thế giới thì những nhân vật này họ đã có quá nhiều kinh nghiệm và đẳng cấp để quản lý một bộ máy có tầm nhìn phát triển sâu rộng và điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô cho doanh nghiệp. Xuất thân từ một người Đức, học tập, làm việc và phát triển cũng tại đất nước Đức. Bởi lẽ vậy nên cá nhân mình cho rằng yếu tố kỷ luật và tinh thần trách nhiệm luôn luôn được vị quản lý này đề cao trong quá trình làm việc. Người Đức nổi tiếng là kỷ luật và theo chủ nghĩa hoàn hảo trong sản xuất. Chính vì những lý do cơ bản trên đã giúp cho người Đức trở thành đầu tàu kinh tế ở châu Âu và là quốc gia có nền công nghiệp phát triển bậc nhất ở trên thế giới. Với việc VinFast chiêu mộ được ông Michael Lohscheller, một trong những nhân vật được sinh ra từ môi trường đào tạo của các nhà quản lý cấp cao điều hành trong lĩnh vực sản xuất ô tô, cá nhân mình cho rằng điều này sẽ giúp cho hãng xe Việt có được rất nhiều lợi thế để phát triển vươn ra được các thị trường nước ngoài, đặc biệt là tại châu Âu và Mỹ. Những thị trường này rất khắc nghiệt và còn quá mới mẻ đối với hãng xe non trẻ của chúng ta. Hy vọng trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục chiêu mộ được những nhân vật có tầm cỡ và trình độ cao trong lĩnh vực sản xuất ô tô để giúp cho con đường nội địa hóa ô tô của chúng ta trong những năm sắp tới đạt được tỷ lệ 100% và thành công ở tại các thị trường nước ngoài. Vừa rồi là những nhận định của cá nhân mình về việc VinFast chính thức bổ nhiệm tân tổng giám đốc phụ trách toàn cầu. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.